Vera NG là một biến thể mới của hệ thống trinh sát thụ động, còn được gọi với cái tên radar bắt máy bay tàng hình, được phát triển và sản xuất bởi công ty quốc phòng ERA của Shell. Hệ thống radar giám sát thụ động Vera NG được thiết kế để phát hiện, định vị, theo dõi và xác định những mục tiêu trên không, mặt đất và hải quân. Vera NG hoạt động theo phương pháp TDOA. Đây là phương pháp đo đạc thời gian, phát hiện và bám sát nguồn bức xạ vô tuyến, dựa trên vi sai thời gian lan truyền của sóng điện từ từ nguồn bức xạ đến các đài thù. Hệ thống radar thụ động được coi là tàng hình vì không phát ra các xung điện tử. Hệ thống Vera NG bao gồm 3 trạm thu tín hiệu bức xạ với vùng phủ sóng góc phương vị 360 độ. Đài chỉ huy với tổng trạm ở trung tâm tiếp nhận và xử lý mọi thông tin từ các trạm. Mục tiêu được phát hiện với tọa độ, khoảng cách, phương vị và độ cao tới các hỏa điểm tác chiến phòng không. Vera NG có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km với độ chính xác lên tới 20 m. Dải tần hoạt động từ 88 MHz đến 18 GHz. Số lượng mục tiêu theo dõi đồng thời lên tới 200 mục tiêu, thời gian cập nhật thông tin từ 1 đến 5 giây. Radar có thể hoạt động độc lập trong mọi điều kiện thời tiết mà không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp đối phó điện tử hay mối đe dọa từ các loại tên lửa chống radar nhờ sử dụng công nghệ radar thụ động tiên tiến do ERA phát triển.